Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay em Tim Minh Khang đang có mặt tại farm ở Đầm Dơi, Cà Mau, hướng dẫn cái quy trình ủ men tỏi từ sản phẩm của công ty Minh Khang. Nguyên liệu gồm có 200 men lacto, sản phẩm từ công ty Minh Khang, 200 men lacto, lactogen một gói, sản phẩm từ công ty Minh Khang, tỏi 2 kg. Tỏi này mình xay nhuyễn ra ha, tỏi lọc sạch rồi mình xay nhuyễn ra. Như vậy thì ủ nó mới nhanh lên cái lên men. Đường 2 kg, mình ủ vô canh 20 lít, ủ im khí, mình giới thiệu sơ qua về cái nguyên liệu. Đây là men lacto, sản phẩm từ công ty Minh Khang, chứa lactobacillus plantarum. Cái con khuẩn này nó là gram dương nên có phổ pH nó rất là rộng. Hiện tại là cái pH này, môi trường pH này nó đang là rất là thấp, dưới 3 nha. Để mình kiểm tra cho mọi người cùng xem phổ pH của mình là tốt. Hiện tại là nó 2.8, pH nó rất là thấp. Lactogen là nó dòng men đường ruột của công ty Minh Khang, thành phần chủ yếu là nấm men và các thể enzyme. Tại sao mình lại kết hợp hai cái men lacto và lactogen? Bởi vì trong cái môi trường tỏi là nó có cái hợp chất của sulfur. Cái này là nó kháng viêm, kháng khuẩn. Nó gọi là cái kháng sinh tự nhiên á. Do đó mình kết hợp hai cái dòng sản phẩm này lại để cho nó sinh khối được trong cái môi trường đó, và nó tạo ra một cái men tỏi. Nó rất là tốt cho đường ruột của tôm. Cái đường thì có thể là chọn 3 loại. Thứ nhất là đường cát trắng, đường cát vàng và mặt rỉ đường. Nên hiện tại thì mình chọn đường cát trắng bởi vì cái hai loại kia mình không có, không ở đây không có. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành ủ. Đây, tỏi được chuẩn bị sẵn, xay sẵn. Đã xay sẵn ha. Ta đổ tỏi vào trước. Sau khi đổ tỏi xong, ta quẹt đường. Ta quẹt đường ra trước cho nó tan. Chứ để vô trong cái canh này là mình khó quẹt. Nó không tan được. Nước sạch nha mọi người.
Tiếp theo ta đổ melato vào. Đổ anh chim vào, anh chim ta đổ ra ta quậy trước nha. À, lát tôi chim
Wow, hơi khó. Đổ ra ngoài quá. Xíu nữa mình rửa, cho sạch lại. Do cái lá tu diêm này nó chất ma nó dễ quá. Đây, sản phẩm sau khi mình đã bỏ tất cả các cái nguyên liệu vào, nó lên bột. Rồi một xíu nữa mình cái này mình ủ khoảng cả 7 ngày là nó đã sinh khối xong, và lại là mình tiến hành đem ra trộn với lại thức ăn cho tôm ăn. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay anh quay lại farm ở Đầm Dơi để kiểm tra cái mang tỏi sinh khối lên đúng theo yêu cầu của mình chưa. Rồi xin mời quý anh chị và các bạn cùng kiểm tra. Đây, cái bình hôm bữa mình nổ. Thứ nhất mình kiểm tra màu. Màu lên màu. Quá đẹp. Thứ hai là kiểm tra mùi. Mùi thơm tỏi, mùi thơm mùi tỏi. Và một cái chi tiêu nữa mình kiểm tra được là kiểm tra cái pH của dung dịch. Nếu mà pH của dung dịch nó dưới 4 là ok. Đây, bây giờ mình tiến hành kiểm tra, mình có đem. Đây, có máy kiểm tra pH. Rồi, trước tiên ta khởi động máy lên. Cắm cái đầu dò vào ha. Rồi, cho pH nó chạy. 3.6 nha mọi người. Quá tốt, dung dịch quá tốt. Đây, 3.6. Cái sinh khối như vậy là đã đạt được yêu cầu về mùi, màu và cái độ pH. Còn cái cách sử dụng và công dụng của men tỏi thì mình chia sẻ trong những video tiếp theo. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi.
Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn và anh chị xem video này thấy hay, hãy chia sẻ, đăng ký ủng hộ kênh Công ty Minh Khang. Nhớ bấm vào nút chuông thông báo để nhận được video sớm nhất khi Công ty Minh Khang đăng video mới. Còn trong quá trình nuôi, các anh chị và các bạn thấy thắc mắc, hãy comment bên dưới video hoặc gọi vào hotline 0985 029 019. Xin cảm ơn.